Hôm nay đầy đủ nhân viên lành, ban điều hành tỉnh Thất Quan Âm đã cung thỉnh được Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn giảng pháp vào mỗi buổi tối sau thời công phu từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Với tâm nguyện của đại chúng đã hết lòng cung thỉnh Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn đã ban bố những lời pháp nhũ cho tỉnh Thất Quan Âm nói riêng và cho toàn thế giới vào trang web vô lượng thọ vuri.com nói chung. Với nhân duyên khải thỉnh của đại chúng tỉnh Thất Quan Âm lần này, mong rằng pháp duyên này sẽ duy trì mãi thông qua trang web vô lượng thọ vuri.com và trực tiếp qua Skype bằng MP3 trên toàn thế giới để lợi lạc chúng sanh. A Di Đà Phật kính mời quý vị nghe phát lại buổi giảng này. Dạ, A Di Đà Phật xin mời toàn thể quý vị chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thầm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Nàng Tao Ngộ Ngã Kim Kiên Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Dạy Như Lai Chân Thiết Nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2016. Giáo nhàn đang có mặt ở Montreal, vừa tổ chức pháp hội hai ngày vừa qua. Thì hai ngày vừa qua thì 9 giờ sáng phải có mặt ở ngoài pháp hội, cho nên không có giảng trực tiếp về tỉnh Thất Quan Âm. Vì bên này 9 giờ sáng thì bên đó 8 giờ tối. Hai ngày pháp hội tổ chức rất là thành công. Không có phát trực tiếp trên vệ tinh cũng như là trên cái trang web vô lượng thọ.vn được vì internet ở đó nó yếu. Với hai nữa là chú Nhuận Tuệ không có đi bên Mỹ đi với chú Nhuận Minh cho nên không có phát được trực tiếp. Quý vị sẽ coi lại đĩa. Hai cái đĩa, bốn buổi giảng trong hai ngày. Sẽ làm ra cái đĩa này để gửi về tỉnh thất để xem. Qua bên này mới thấy quý Phật tử trong hai năm 2014 có tổ chức giảng ở trong cái chùa Trần Thủy. Thì có một số các cụ họ trông chờ cũng hai năm nay, hôm nay gặp họ vui lắm. Một số các chú trẻ rồi một số các cô trẻ hôm nay họ cũng thích đi hộ niệm á. Rồi họ cũng thích nghe pháp môn tịnh độ. Cho nên cái pháp hội thì không có đông như bên Mỹ, mà bên này 200 người cũng rất là khó kiếm. Một cái pháp hội mà thành tựu được đó thì thấy cái sự gia trì của chư Phật rất là lớn. Khi mình đến một cái địa phương đó thì chùa chiền của họ đã hướng dẫn cho bổn đạo của họ bao nhiêu lâu nay theo cái hướng đi của họ đó. Tụng nhiều kinh rồi đi du lịch rồi gây quỹ xây chùa vân vân, nhiều cái hướng lắm. Hôm nay mình quy cho họ vô một cái hướng mà niệm Phật cầu vãng sanh là cái chuyện này khó làm vô cùng. Tuy nhiên hồi hôm qua nhìn ra cái tâm trạng của họ thì họ hầu như thích lắm. Và cái hướng để mà mình hướng dẫn cho họ tu khi mà đi những cái nơi thì nó khó giảng hơn là đại chúng của mình.
đại chúng của mình nó đã vô quy củ, nó thuần thục rồi đó, cho nên thì nó dễ hơn. Còn những người Phật tử mình không biết họ tu làm sao, ở nhà họ như thế nào, cuộc sống họ ra sao, nhưng mà tới cái thời niệm Phật buổi chiều hôm qua là họ niệm gần như là vô định hết, an vui lắm. Gần như có nhiều người họ tiếc sao mà niệm Phật nhanh quá. Hôm qua có cái cô đó, cô cũng lớn tuổi, cô nói thầy tổ chức hay quá, ăn uống đồ miễn phí thoải mái, ăn ngon hơn ở nhà, thôi vài bữa nữa thầy chưa qua Tô Lân Tô thầy làm thêm bữa nữa đi. Thầy kêu tổ chức là phải chuẩn bị kỹ càng lắm, chứ đâu phải muốn làm là làm được đâu. Cô kêu tưởng vô thuê cái nhà là giảng, rồi thuê hội trường là thầy giảng tiếp được chứ, thích quá. Cái pháp hội 2 ngày đó thì bao nhiêu người họ phát bồ đề tâm, họ bỏ tịnh tài công sức ra. Một số người ở bên Anh, rồi ở Mỹ, ở các nơi họ đến để họ mà phát bồ đề tâm, thì thầy nghĩ chắc là cũng do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay họ mới có thể hợp tác với mình, họ làm được, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chắc là họ cũng cảm được cái pháp môn niệm Phật, cho nên họ mới cùng với mình để mà làm một cái pháp hội cho người ta niệm Phật, để mà tiễn đưa họ về Tây Phương Cực Lạc. Ở bên này cái công việc làm ăn của họ rất là bận bịu, mà họ dành cái thời gian để mà nấu nướng, sắp xếp một cái pháp hội, một cái hội trường mà vô mà sắp xếp trang hoàng thành một cái chánh điện không phải là dễ. Cho nên thấy lại các thầy, các chú bây giờ rất là yên bình, rất là sung sướng. Chú Nhận Tuệ, Nhận Minh thì đi theo thầy thấy rất là vất vả, nhưng cái gì thì nó cũng có cái quả của nó khi mình làm cái nhân. Chắc là các thầy, các chú cũng có cái quả tu nhiều đời, cũng có cái phước báu, cho nên bây giờ hưởng được một cái nơi nó thanh bình, tạo một cái nhân trong nhiều đời đó, bây giờ mới hưởng được cái nơi tịnh thất Quan Âm thầy đã kiến tạo lên, đầy đủ phương tiện, điện đuốc mọi thứ, rồi nghe nói điện đã 20 trặc, thì chuẩn bị mua cái máy nổ 20 mấy triệu đã đặt rồi, gần như là mọi phương tiện đầy đủ hết, máy nổ dự phòng, rồi phòng ốc mọi thứ ổn định hết. Đó là cái nhân duyên của quý thầy, quý chú, quý cụ. Đúng ra quý cụ thì cũng không có được vào tịnh thất, bởi vì cư sĩ thì không có được ở trong chùa, vì chùa chỉ dành cho hàng xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di tăng thôi, chứ không có được cư sĩ. Tuy nhiên thầy khai duyên nghĩa là các vị cư sĩ có thể vào trong tịnh thất ở được, mà khi vào tịnh thất ở đó thì họ phải tu tập. Nếu mà tu tập tốt thì nó có cái chánh báo, nó tương ưng với cái y báo là cái chỗ mình ở đó. Còn nếu mà nó không có tương ưng được, không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì mình phải ra khỏi cái nơi đó. Thì thầy thấy tạm hôm nay 300 mấy chục cụ đó là một cái nhân duyên mà thầy còn như là xem như là người mẹ của thầy, người cha của thầy, anh em thân bằng quyến thuộc. Cho nên vừa rồi cái giảng chữ hiếu trong kinh Tạng Nam Truyền và Bắc Truyền đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy là mình đi khắp thế gian này không đâu là không phải anh em thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình. Thì thầy nghĩ chắc các thầy cũng là anh em huynh đệ với nhau, rồi các cụ ông là cha, rồi các cụ bà là mẹ đó, hôm nay về đây ở chung một cái đại gia đình. Ở ngoài thế gian thì chỉ có 2 vợ chồng hoặc vài đứa con thôi, mà trong mạng họ không có tài, họ phải chật vật làm ăn khổ cực, thiếu thốn. Rồi khi mà bận chật thiếu thốn thì nó sẽ sanh ra kình cãi với nhau. Đó là một cái tiểu gia đình nhỏ bé thôi.
Thì từ một cái tiểu gia đình nhỏ bé đó, nó lục đục nhiều cái gia đình, nó thành một cái xóm làng cũng lục đục. Rồi nhiều cái xóm làng thì nó thành một cái xã, một cái ấp, một cái huyện đó. Thì cả cái huyện đó đều là lục đục. Cho nên một cái đất nước đó nó cũng lục đục. Cho nên Hòa Thượng mới nói là gia hòa vạn sự hưng. Gia đình hòa thuận thì cuộc sống trong gia đình mới hưng thịnh được. Thì thầy nhìn lại thầy thấy cái đại gia đình mà đâu có ngờ mình hôm nay ngồi ở tại Montreal, Canada, nhìn về thấy thầy Nhuận Lạc, thầy Nhuận Hy, thầy Nhuận Nguyện ngồi trong một cái gia đình, người anh đi trước rồi các em đi theo sau là các chú, rồi các Phật tử thành 500 người hòa mục với nhau. Và không những 500 người mà hiện tại trên thế giới rất rất nhiều người. Cũng như trước khi thầy nói chuyện thì có mấy cô bên Hàn có gọi qua. Thì có cô Dung mà lúc trước có lại một bước ba lạy từ giới xí nghiệp xứ lên đó. Thì hôm nay cũng gặp cổ chuẩn bị ngày 26 tháng 10 qua để mở pháp hội bên Hàn Quốc, Korea đó. Thành ra thì thầy thấy bữa nay cái đạo tràng trên không trung này đó, nó đã kết duyên rất nhiều cái đại gia đình trên toàn thế giới. Hôm nay không những là một cái đại gia đình ở tại Tịnh Thất Quan Âm là một cái niềm vui khi tổ chức những cái pháp hội. Tuy rằng tinh thần thì nó vui lắm nhưng mà cơ thể nó cũng hơi mệt một chút xíu. Bởi vì làm việc tương đối khá nhiều. Mấy lúc trước thì chỉ giảng có 3 thời thôi, nhưng vừa rồi đây thì làm 4 thời, mỗi ngày 2 thời liên tục. Thì sau khi xong rồi đó thì ngồi mỗi buổi sáng như hôm nay nhìn về Tịnh Thất Quan Âm, thầy cảm giác thấy tại Tịnh Thất Quan Âm là một cái đại gia đình của thầy. Thầy là người anh đi trước, rồi các thầy ngồi đó là người em đi sau. Người anh có trách nhiệm phải bổn phận lo lắng cho người em, cũng như là các thầy, các chú có trách nhiệm phải lo lắng lại coi người em của mình, cũng như là các cụ, người cha, người mẹ của mình. Bữa nay mình lấy cái gia đình của Tịnh Thất Quan Âm làm thành một đại gia đình đi. Mình làm sao mà mình hòa nhập cái tâm mình vào trong một cái Tịnh Thất Quan Âm là một gia đình. Giống như lúc mình ở nhà, nhưng mà lúc mình ở nhà thì cái gia đình của mình không có biết tu tập, cho nên nó rắc rối lắm. Nó rắc rối quá cho nên thành ra mình mới bỏ nhà mình đi lên trên chùa mình ở. Thì bây giờ mình ở trong cái nhà mình phải có trách nhiệm, phải không? Ba mẹ mình bị bệnh thì mình phải săn sóc thuốc men. Nhưng mà đôi khi mình ở ngoài đời, nhiều lúc mình lập gia đình, mình bận biểu công chuyện, và cái tình thương của mình không có thời gian ở bên cạnh cha mẹ đó. Thì cha mẹ mình bệnh, nhiều lúc mình còn nạnh hẹ vì mình không có cái thời gian ở bên cạnh, cho nên mình không có cái tình thương để vào trong cha mẹ, để vào trong vợ con, công việc á, nó bị phân tán. Mà cha mẹ nào có trách con cái đâu. Cha mẹ đồng bằng lòng chấp nhận, cắn răng chịu đựng khi thấy con mình thành nhân chi mỹ, giàu cho họ không quan tâm mình. Cha mẹ cũng buồn một chút thôi. Nhưng hôm nay các thầy các chú đừng để các cụ buồn, bệnh hoạn lo săn sóc, nhất là các cụ mà bị bệnh nằm ở trong cái nhà mà nhà dưỡng bệnh đó. Thì nhiều lúc các thầy xuống thăm hỏi cho cái bánh. Thường mình nghe cái câu nói là già trẻ giống nhau. Người trẻ khi thấy cha mẹ đi về mua cái bánh, mua món quà nó rất là vui. Rồi khi có quà, có bánh như vậy đó thì đứa con đó nó thương mẹ thì mẹ nói gì con cũng nghe. Còn mình bỏ lơ đó thì chắc là con cái mình nhiều lúc nó không có muốn nghe mình, không có chịu nghe lời. Vì mình không có tình thương, quan tâm săn sóc. Cũng như các cụ ở trong này đó, các thầy các chú coi như là người mẹ của mình thực sự đi. Mình săn sóc, mình lo lắng thì các cụ an ủi, vì họ ở nhà họ bị hất hủi rồi. Con dâu, con rể, con cái ngang ngạnh,
on gia trái chủ đến lúc họ phải bỏ nhà họ ra đi. Hôm nay họ lên một cái nhà này là một cái đại gia đình rồi, thì bây giờ mình nên săn sóc, nhất là các cụ bệnh. Hôm qua thầy đọc một cái đoạn của Ngài Ấn Tổ có giảng về mình phải săn sóc người bệnh như thế nào trước lúc họ lâm chung. Thì tự nhiên thầy nhớ về các cụ đang bị đau bệnh ở tỉnh Thất Quan Âm. Lúc đó thì thầy xin thầy Thượng Tọa Thiện Pháp cho đi xuống ở dưới chùa Pháp Thường. Thì Thượng Tọa nói không, tôi chỉ nhận mấy người mạnh khỏe thôi, ở trên này không có người săn sóc. Thì lúc đó không phải mình nhẫn tâm mình phải cho họ đi, nhưng mà trên này không có ai chăm sóc nữa, vì các cô trẻ trẻ đi hết mà các chú thì không ai chăm sóc được các cụ nữ, thành ra thầy khó xử vô cùng. Vì cho các cô trẻ lúc đó cũng 3-40 cô đó đi hết, thì còn lại 3-4 cô không biết bây giờ, chắc còn 3-4 cô này rất là siêng năng săn sóc. Thì thầy ngồi thì suy nghĩ mãi, nếu bây giờ cho các cụ này đi về đó thì tội nghiệp con cái nó đã mang lên chùa nó bỏ rồi. Bây giờ gửi cho Thượng Tọa Pháp Thường mà thầy nói rất là khéo. Thầy kêu giờ Thượng Tọa có cái chỗ nào ở dưới đó cho các cụ bệnh đi xuống đó, rồi có các cô đi lo, con có tiền bạc chăm sóc bệnh hoạn mọi thứ đầy đủ hết. Mà ông Thượng Tọa thì ông khéo hơn thầy, ông nói thôi ở dưới này không có phòng đâu. Thì khi mà ông nói ở dưới này không có phòng thì đâu có mang xuống được đâu. Nhưng mà ông nói không có phòng nhưng mà ông chứa được 300 người, 300 cụ đi xuống thì có chỗ, nhưng mà mấy người mà nằm thì ông không có chỗ đâu. Thầy phải nhận thôi. Thầy khi nhận thì chấp nhận phải lưu lại mấy cô trẻ để chăm sóc. Thầy khi mà lưu mấy cô trẻ lại chăm sóc thì thầy hỏi thầy Nhuận Từ là giờ làm sao. Thầy Nhuận Từ nói mấy cô này cũng xấu xấu chắc không sao. Thầy sẽ quan niệm khác, thầy nói là nồi nào nó úp dung đó. Xấu xấu thì gặp xấu xấu. Thầy cũng lo, nhưng bây giờ thầy suy nghĩ mãi không có ra. Thầy tính không được. Thầy tính không được là mấy bà cụ nó bà cười. Thì bây giờ tìm mấy cô sồn sồn 40, 50, 60 đâu có chịu chăm sóc ai đâu. Bởi vì mình chưa có hiếu dưỡng cha mẹ, mà hôm nay thầy muốn nói đến cái tịnh nghiệp tam phước gọi là hiếu dưỡng cha mẹ đó mà. Thì bây giờ cái chuyện mà hiếu dưỡng cha mẹ thì người ta đâu có nhận diện đó là cha mẹ mình đâu. Thì thầy cũng lo là lỡ mấy cái cô mà thầy Nhân Từ nói xấu xấu đó, mà lỡ mà nó bệnh hoạn nó nằm đóng đó, giờ ai lo đây? Mấy bà già đây, còn mấy chục bà đó. Bây giờ nói đến chuyện này thì thầy Nhuận Hy giờ ra tay nghỉ hiệp đi. Giờ tìm thêm mấy thầy, mấy chú rồi gì đó sắp xếp để mà lo cho các cụ bệnh, nghe nó ở trong cái khu đó đó. Thực sự nếu mà quý thầy mà xem mấy cụ đó là cha mẹ của mình thì mình làm được hết. Điều mình thấy có khoảng cách, các thầy các tu, các vị tu một thời gian tự nhiên mình thấy mình thương cha mẹ mình, vì mình lên tu quá, mình không có để tình thương vào chỗ nào nữa hết. Có vợ thương vợ, có con thương con, có tiền thương tiền, có công việc thì lo công việc, nó bị phân tâm vô những cái đối tượng đó đó. Thì mình không có thời gian để mình nghĩ đến cha mẹ mà. Thì bây giờ mình lên tu, tự nhiên cái công đức Phật hiệu và cái bản tính gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện á, bắt đầu nó xuất hiện. Khi nó xuất hiện lên rồi thì cái niềm hiếu thảo nó sẽ nghĩ đến cha mẹ. Thì hiện tại nếu mà cha mẹ của quý thầy quý chú á, mà bệnh thì chắc chắn quý thầy quý chú về để làm rất là dễ. Rất là dễ. Vậy chứ mà đôi khi mình có gia đình rồi, nó vật lộn với cuộc sống đó. Nhiều lúc cha mẹ mình bệnh thì khi có anh lo thì mình kêu thôi để anh lo hoặc chị lo, để mình chị lo. Chứ mình không có lăn xả được. Cũng có chứ không phải là không có con người đó, nhưng mà nó cũng số lượng không phải là nhiều. Thầy thì khi nghe mẹ thầy bệnh thầy chăm sóc kỹ lắm, cũng như các cụ ở đó ở tại tỉnh Thất mà nghe bệnh đó thầy lo lắm. Cái này nói rất là chân thật.
Khi mình tu mình thấy cái lòng hiếu thảo nó tăng trưởng lên thì nó đúng. Cho nên giờ đây thầy muốn nói đến cái chuyện mà khai mở tâm lượng trong cái phạm trù của hiếu dưỡng cha mẹ đó mà. Thì cái việc mà hiếu dưỡng cha mẹ đó, các thầy, các chú đang ở tỉnh Thất Quan Âm đó là một cơ hội rất lớn. Có một số các thầy, các chú, cha mẹ mình đã mất rồi đó. Thì bây giờ mình lấy các cụ làm cha mẹ mình, mình xem các cụ làm cha mẹ mình. Thì khi mình xem các cụ làm cha mẹ mà thực sự là cha mẹ ruột, mà giàu cho cha mẹ ruột ở nhà mình cũng không bằng cha mẹ ở đây đâu. Vì cha mẹ ruột mình ở nhà đôi khi còn phiền não lung tung, mình kêu cha mẹ mình niệm Phật, cha mẹ mình chưa chắc gì niệm. Dẫu cho niệm, niệm chất trớt một chút là thôi, chứ đâu có thờ, có cái chỗ mà tu hành giống như vậy đâu. Thì bây giờ cha mẹ của mình ở đây, mình khỏi kêu niệm cũng phải niệm rồi. Cha mẹ này ngoan lắm. Nếu mà cha mẹ này không niệm là phải thôi ra khỏi chùa, tôi không nói vậy trơn. Mình khỏi còn dạy dỗ nữa, mình chỉ săn sóc thôi. Cái dạy dỗ là nó khó. Cái chuyện mà dạy dỗ cha mẹ mình để tu là cái chuyện này không phải là dễ. Cũng như là có nhiều thầy, nhiều thượng tọa mà đưa cha mẹ vô chùa mà không có tu, chỉ có quậy không mà, chỉ có nắm chìa khóa cái kho với giữ tiền không mà, không có tu. Vì cái chùa cũng không có cái thời khóa tu á, cho nên cha mẹ cũng đâu có tu được đâu. Thành ra bây giờ các cụ ở tại tỉnh Thất rất là ngoan. Nhiều lúc thầy la rầy một chút xíu mà nhìn lại thấy là rất là xót ruột. Bây giờ tìm đâu được những cụ mà hàng ngày buông xả hết để mà niệm Phật đâu. Nói thì buông xả hết vậy chứ cũng còn giữ tiền, cũng còn giữ chút đỉnh. Nói như bà cụ là giữ nhiều chứ không phải chút đỉnh đâu. Bình thủy cũng cất đó, dép cũng cất đó, 2-3 đôi quần áo rách rồi cũng giữ đó. Nói như bà cụ cũng giữ nhiều lắm. Lâu lâu thỉnh thoảng thầy nhận nguyện nhuận lạc đi đột nhập vô mấy bà đi tụng kinh á, vô lục ra hết từng cái vali coi thử có gì trong đó. Đợt trước á, thầy với chú Hiền đi một lần thấy gì đâu mà chứa mấy giải rách rồi gì đâu mà tùm lum hết trơn, nhân sao giảng sanh ta. Nhiều lúc mấy bà già bà hay cất kỹ lắm. Nhiều người thì buông xả rất là tốt, mà nhiều người hay giữ chấp nhất. Thành ra thì hôm nay thầy nhìn về tỉnh Thất thấy rất là vui, có một cái đại gia đình. Hồi nãy thì thấy cái tiếng nó cũng hơi khàn một chút xíu thôi. Vì hồi sáng thức dậy cũng sớm rồi gọi điện về cũng sắp xếp gặp thầy Nhuận Hy lo công việc một số đó. Thì nó cũng hơi khàn tiếng chút xíu, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ, định kêu ngưng bữa hôm nay. Nhưng mà thấy các thầy các chú đã lên chương trình rồi đó, thì cũng tiếp tục nói chuyện. Cái việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài buông bỏ một cái gia đình, gọi là một cái tiểu gia đình của trong dòng tộc vua Tịnh Phạn, không phải là Ngài bất hiếu đâu, mà Ngài đi tìm ra một cái chân lý để Ngài hòa nhập vào cái đại gia đình của vũ trụ nhân sinh. Cái đại gia đình vũ trụ của nhân sinh là tất cả chúng sinh đều là anh em thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên Ngài mới phát tâm đi xuất gia. Thầy thấy cái con đường này rất là quang minh sáng lạng. Nếu mình nhận một cái tiểu gia đình của mình đó, thì nó chỉ nhỏ hẹp thôi. Tuy rằng cái căn cơ họ như vậy thì họ sống như vậy. Còn nếu mình đã được cái duyên đi xuất gia, nâng cấp được cái tâm thức của mình, gọi là khai mở tâm lượng, nhận tất cả chúng sanh anh em thân bằng là anh em thân bằng quyến thuộc, thì mình phải có trách nhiệm để mình lo. Hồi hôm qua thì ra gặp các cụ già đó, thì hướng dẫn cho các cụ tu, mà mình thấy hồi sáng nay thức dậy tự nhiên thấy cái lòng nhiệt tình của mình một cách không điều kiện nha. Ví dụ mình nhiệt tình mà mình có điều kiện, họ phải cúng dường lại cho mình, hoặc là mình có một cái lợi gì đó, thì mình có một cái điều kiện thì mình nhiệt tình, không nói rồi, cái đó là chuyện bình thường rồi. Còn mình không có một nhu cầu họ báo đáp lại mà mình nhiệt tình lắm. Buổi trưa chiều thì không ăn, buổi trưa hôm trước ăn hơi ít một chút, sợ no quá giảng không được.
thì chiều nó hơi đói, còn hôm qua ăn hơi no một chút á, thì nó hơi tức bụng, giảng với niệm Phật nó hơi khó. Nhiều lúc thấy cái thân này nó cũng nghiệp báo chướng ngại, nhưng mà nó cũng ổn. Ra hướng dẫn họ lạy Phật rồi niệm Phật chung với họ, gần như mình để hết cái tâm mình vào trong đó luôn. Thì khi mà mình để hết cái tâm vào trong đó, đó thì nó được sanh ra một cái quả. Khi cái nhân của mình là làm một cái việc gì mình hết lòng trong đó đó, gọi là tròn bổn phận, thì nó sanh ra một cái quả. Cái quả đó khi mình cần một cái sự việc gì đó, sẽ có người hết lòng với mình, quên cả thân mạng, bỏ cả tiền bạc, và toàn tâm họ để trong đó. Đó là cái nhân quả. Khi mình làm một công việc gì cho ai nó hời hợt, thì mình cũng sẽ nhận một cái quả. Khi người ta, khi mình có công việc gì, người ta cũng sẽ hời hợt lại. Vì vậy các thầy các chú, khi công việc anh em huynh đệ bên trong nó cũng hay nạnh hẹ và có nhiều lúc cũng hơi hời hợt, cái tâm mình nó còn phân biệt chấp trước và chưa đạt đến cái chỗ bình đẳng, cho nên khi mình làm thì mình thấy thương sư huynh này hoặc thương sư đệ kia thì hết lòng với nhau. Còn nếu mà mình quý bà cụ đó, bà thỉnh thoảng cũng cho mình tiền xài, ví dụ vậy đó mà, khi bà nhờ mình làm cái gì một cái là hết lòng liền. Còn những bà cụ nào mà bà hơi khó chịu, mình nói không nghe thôi, mình bỏ giải đó, thì gần như mình sống với cái tâm phân biệt chấp trước của phàm phu. Vì vậy tìm ra một con người mà thực lòng chân thật, họ hộ pháp, họ hết lòng với mình đó, rất là khó. Tuy rằng cái lòng mình chân thật, nhưng mà tìm cái con người họ có tu tập, họ hết lòng, nó rất là khó. Vì vậy cho nên hôm nay thầy thấy một cái đại gia đình của mình mà thầy đi xa sang hàng Pháp, sang hải ngoại để hoằng pháp, mà bây giờ một cái đại gia đình của mình ngồi tại tỉnh Thất Quan Âm. Thường con rắn mắc đầu là không có tồn tại được. Một vị lãnh đạo không còn ở trong chúng thì gọi rằng là chủ rắn vắng nhà, gà mọc đuôi tôm đó mà. Sao họ sẽ làm rất là rắc rối phiền phức. Tuy nhiên hôm nay sao thầy nhìn lại tỉnh Thất Quan Âm, hỏi thầy Nhuận Huy sao chùa ổn không, thầy cũng kêu ổn. Hỏi chú Thanh sao khu chân tu ổn không, mấy chú nói ổn, rất là ổn. Nhất là hôm nay làm được cái hệ thống nước nóng cho các cụ ở khu chân tu tắm 30 mấy triệu, thì các cụ tắm rất là ấm, không có tốn điện. Điện hôm trước tốn tiền khiếp khủng. Thì gần như là ở hai khu ổn định hết. Tự nhiên thầy cảm giác thấy rất là yên lòng khi mình ở xa nhìn về thấy một cái đại gia đình của mình. Nếu thầy chỉ ở trong một cái gia đình của thầy, thầy lo cho ba mẹ thầy, thì ở ngoài thế gian chắc mình không học được những cái hiếu thuận cha mẹ, những cái vốn liếng của Phật Pháp, thì chắc thầy cũng không có phải trải hiếu được giống như đi xuất gia như vậy đâu. Cho nên mình nói như vậy cho mình cảm ơn Tam Bảo. Và cả cuộc đời này sống chết với Tam Bảo, sống cũng ở trong Tam Bảo, mà nó có chết, nó có lìa lặt gì, mình cũng ở trong Tam Bảo. Lúc trước thì đi nhiều chùa lắm, chùa này cúng, chùa kia coi phong thủy, chùa khác tu thiền nhiều lắm. Tính ra cái số lượng chùa thầy cũng gần 10 cái chùa. Chùa này tu không thực, đi chùa khác. Lúc đó nó bầm dập, khổ đau, phước đức thì kém, bệnh hoạn quá chừng, không tìm ra được một cái hướng đi, mà vẫn sống chết trong chùa, và sợ nhất là về đời. Cho nên đây là cái con người của thầy, để hôm nay thầy nói ra, để cho các thầy, dầu cho ở tỉnh thất không được, thì mình vẫn đi nơi khác. Hôm nay thầy không phải tự mãn, thầy nói ở tỉnh thất mà tu không được thì chắc là đi chỗ khác hơi khó tu. Vì chỗ khác không phải để không cho mình ở như vậy đâu, mà mình phải đi cúng, hoặc là phải đi làm một cái gì đó mới sống được, dầu cho là khoảng 9-10 người hoặc 5-3 người.
nghe nói có cái tỉnh xá nào gần chỗ mình đó, có bốn người mà thiếu rau ăn, cứ đi xuống dưới Phi Nơm mà xin rau mà rau không có được lành lặn đâu. Gạo cũng không ai cúng, vì không có tổ chức tu á, đâu có ai tới cúng đâu. Mà đi trồng rau, trồng cải bán thì biết chừng nào cho có tiền. Mà bây giờ mình ở trong này cả 500 người mà 4 ngày Chủ nhật thầy gầy dựng một cái nơi rồi, mình sinh sống đầy đủ, thì bây giờ mình đi tìm cái nơi nào nữa đây? Một là về nhà để lo cho cha mẹ, mà lo cho cha mẹ về nhà, nhiều lúc mình nói báo hiếu cho đôi khi cũng báo đời cha mẹ, chứ mình đâu có cái phước báu gì nhiều đâu. Khi vô Tam Bảo mình tu là mình đang mắc nợ Tam Bảo. Mình mắc nợ Tam Bảo thì bây giờ mình phải trả ơn cho Tam Bảo. Trả chưa xong thì về quê đời nó khó làm ăn lắm. Quê đời làm ăn ở bên nước ngoài thì họ kỹ sư, họ vô họ làm theo cái giờ thì không nói, cho ở quê đời mà ở Việt Nam là làm cái gì cũng thấy nó có lương lẹo. Nó nổi mà bưng cà phê trong cái quán cà phê mà cũng nhiều lúc bưng cho người đó, người ta đưa tiền mặt không có trả trong máy, nhiều lúc chủ lơ lơ cũng lấy tiền nhét túi, coi như là mọi kiểu họ phải kiếm chác. Vì cái nhu cầu họ cao cho nên họ phải khởi cái lòng tham để nó đáp ứng cái nhu cầu. Nhu cầu đó là lòng tham. Thì các chú các thầy trước khi vô đi tu cũng thấy cái cảnh tương tàn ở cuộc sống rồi, nó khổ mới vô tu, chứ còn kêu mà giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bộ hơi khó. Tìm người giác ngộ căng lắm. Mà vô đây một thời gian mình quên cái khổ ngoài đời rồi, cái bắt đầu mình thấy ngoài đời chắc nó đẹp hơn ở trong đạo. Đẹp hơn. Nhưng mà ra một cái là chớ giới. Nên thành ra hôm nay thì những cái buổi giảng buổi sáng như vậy đó, có thời gian để nhắc nhở chúng, nhất là buổi tối đó. Có nhiều chú nói khi mà con nghe thầy giảng, có những buổi con về con nằm suy nghĩ hoài, con ngủ không được. Hỏi có mệt không? Kêu không mệt. Kêu không mệt là tốt. Nghĩa là mình suy nghĩ về cái chuyện Phật Pháp á, tự nhiên nó làm cho con người mình tỉnh ra, nó có trí huệ ra. Đó. Thành ra thì những buổi tối như vậy thì thầy không có bỏ. Nhưng thứ bảy Chủ nhật sau thì tổ chức ở Toronto đó thì phải ngừng lại hai buổi giảng. Thì lấy đĩa ở trong cái pháp hội đó mình sẽ nghe lại. Hôm nay muốn nói đến cái hiếu dưỡng cha mẹ đó. Cái hiếu dưỡng cha mẹ trong cái phạm trù của thế gian đó, mà cũng có một số người thế gian cũng chưa làm được, bởi vì nó chưa có đủ cái nhân duyên. Vì cha mẹ thì nhất là bên hải ngoại thích sống riêng, ở với con cái đôi khi không tự do. Vì vậy con cái không có cơ hội để báo hiếu cha mẹ, và cha mẹ có những cái kinh nghiệm trải trường vài trường đời, cũng như trong cuộc sống không có cái thời gian để mà trao truyền những kinh nghiệm ấy. Thầy ở chung với bà cụ trong cái thời gian cũng mấy năm, từ 2012 đến 2014, đến cuối 2014 đầu 2015, học một số những cái kinh nghiệm với bà cụ cũng nhiều lắm. Cụ có nói một cái kinh nghiệm như vậy nè. Tôi biết những cụ già ở bên ngoài đó, là các cụ ở nhà đó thì tạo cho con dâu, tạo cho con rể và oan gia với con cái rất là nặng nề. Vì ngoài cuộc sống đôi khi họ không có tu tập thì họ chỉ thấy cái lỗi không, thấy điều xấu chứ không thấy điều tốt. Vì thấy điều xấu cho nên giữa cha mẹ với con cái nó có lục đục bất hòa, thì nó gây gỗ và tạo nghiệp oan gia trái chủ với nhau. Vì cái điều này cho nên thầy rước các cụ vô chùa, đó là thầy rước cái nghiệp của cha mẹ với con cái. Nghiệp xấu, rước tức là mình quá giải nó. Cái công đức thầy lớn lắm. Thầy không nhìn ra chỗ này. Mình nuôi chỉ nuôi thôi, dĩ nhiên mình thừa hiểu, nhưng mà cái nói của bà cụ nó làm cho mình chấn động. Lúc trước 800 bà cụ đó là mình rước biết bao nhiêu cái nghiệp giữa oan trái của cụ đó với con cái mà đang sinh sống
hình như chắc là bà cụ ở dưới Định Quán, Đồng Nai, hình như còn ở trong tỉnh Thất. Thầy nhớ là thầy nhận cái bà cụ này rất là tội nghiệp. Bà có được hình như 20 triệu mà tiền của bà là đi hái cái rau trai. Rau trai là cái rau mà cho heo ăn. Mà bà hái cái tay của bà nó dính cái mũ, nó đen thui cái tay luôn. Rồi bà lượm da chai, bà lượm lon bia người ta uống. Bà bán được 20 triệu mà khi con cái đi làm bà mới dám ra ngoài đường đi lượm, chứ không con cái nó nói má làm như vậy là mắc mặt con. Nhưng mà nó đâu có đưa tiền cho bà xài đâu. Thì bà lượm, bà gom hết, bà gửi cho bà sư cô đó 20 triệu. Gửi 20 triệu cho bà sư cô đó, xong rồi bà tìm cách bà vô chùa ở, bà ngồi bà đánh chuông thôi. Ở nhà chịu không nổi với đứa con, con dâu nó quá là khủng khiếp. Thì thầy nói đến đây là mỗi cô, mỗi cụ đó có những hoàn cảnh khác nhau trong này hết. Mà hoàn cảnh là đau thương cho nên mới vô đây, chứ còn sung sướng chắc chưa vô đâu. Quý thầy, quý chú nghe cái câu chuyện này mà mình cảm động, động lòng trắc ẩn để mình thương các cụ. Lúc trước thì thương một, bây giờ mình thương 10, lo lắng. Thì cái đồng tiền này bà gửi sư cô, bà ở trong chùa thì sư cô tự nhiên vui miệng. Thì cái lúc mà gửi tiền, con cái nó không biết, mà đứa con trai nó cũng thương vợ quá, vợ nó làm sao nghe vậy. Thì bà nói bà xin vô chùa, chùa cũng gần nhà, thì nó đồng ý đi liền. Bởi vì ở nhà không tốn cơm chứ làm gì. Thì đồng ý cho vô, xong rồi thì bà sư cô sao bà vui miệng, bà nói sao bà già mà đâu mà có tiền nhiều quá, bà gửi tôi 20 triệu. Tự nhiên bà sư cô bà buộc miệng bà nói vậy. 20 triệu đó không biết bà gom lon rồi hái lâu chai, bà bán cũng 2 năm mới có được, dễ sợ. Mấy bà già bà cụ bà ăn rồi nhín nhịn thèm chắc mót. Thì bà kêu cái đồng tiền đó để chừng mà bà chết á, chôn giùm bà. Thì 20 triệu đó, khi mà đứa con nó nghe vậy đó, ủa sao bà đâu có tiền vậy con, để con nói má con cho, con đang thiếu tiền. Thì nó tới nó, má thôi về nhà đi má, bữa nay có đám giỗ đồ này nọ, má về với tụi con đi. Cái nó dắt về, xong cái nó rù rì rú rí làm sao, cái nó moi 20 triệu của bà, nó kêu bà lên rồi sư cô lấy. Rồi bà kêu cái tiền là cái tiền mà để tao ăn về già, lỡ tụi bay không có nuôi để tao dành dụm, tao vô chùa tao ở, rồi trước giờ tao đi lượm lon, đi hái rau trai tao bán, mà bây giờ để đó để chừng tao chết rồi có cái hòm chôn. Nó kêu thôi chết thì tính sâu với má lo, chị xa dữ vậy để tụi con lo cho. Nghe nó nói bả ngon ngọt sao, cái bả lên bả lấy 20 triệu bả đưa cho nó. Nó xài hết rồi bắt đầu nó nặng mặt này mặt nặng mặt nhẹ, nghe nó cho bả lên đường tiếp. Nó kêu thôi má lên chùa ở được rồi đó. Thì giờ bả đâu có dám lên chùa sư cô nữa đâu, cũng ngại quá. Nhưng mà nghe cái bà Phật tử ở trên chùa sư cô nói chùa ông thầy nhàn ở không tốn tiền. Mà lên tới nơi bà ngồi bà kể bà khóc. Gì mà bà khóc? Bà nói bữa đó hình như trước năm 2010 bà khóc, bà ngồi trong chánh điện buổi sáng kể cho mấy bà cụ kia nghe, bà cụ nào cũng khóc hết. Thầy cũng chịu không nổi. Thì thầy nói giờ cụ quyết định ở đây không? Thì thầy cho. Bà hỏi ở đây có tốn tiền không? Không có tốn đồng bạc nào hết trơn, chỉ có điều kiện là bà cụ ở đây niệm Phật chăm chỉ. Thầy kêu bây giờ sao mà ở đây, nó lấy chứng minh nhân dân nó cất rồi. Thầy kêu bây giờ bà muốn lên trên này ở đó thì bà về lại bà nói với nó như vậy. Thầy cho tiền xe bà về, thầy cho thêm một cô nữ dắt bà đi về. Bà nói với nó là có cái cô này đó cô thương lắm. Cổ cho về nhà cô ở, chứ đừng có nói cho lên chùa nữa, nó biết chùa trên này nó lên nó kiếm chuyện. Thì bà nói rằng là cái bà này bà cũng có tiền, bà cũng mua cho cái bảo hiểm. Bây giờ muốn mua bảo hiểm thì phải lấy chứng minh nhân dân. Thì con cho mượn cái chứng minh nhân dân đi, rồi má mua cái bảo hiểm. Thì khi nó đưa chứng minh nhân dân là bà đi thẳng lên đây luôn, đừng cho nó biết địa chỉ ở đây.
Cái bà kêu trời công nhận thầy nhỏ hơn con mà thầy khôn ghê. Mắc cười. Xong rồi cho tiền hai bà đi về ở dưới định quán đó, bắt đầu là mới tìm cách lấy được chứng minh nhân dân lên trên này. Ồ, bà siêng niệm Phật chưa từng thấy luôn. Lúc đó hình như mới có ba mấy cụ, còn ít. Thì hoàn cảnh của cụ này là tội nhất, bà đưa hai cái tay lên đen thui hết trơn. Cái râu trai ở Việt Nam khi mà hái ngắt từng khúc nó ra thì nó chảy cái mũ, nó đen thui cái tay à. Thì không hiểu sao từ cái lúc đó thầy đã thương cụ đó giống như mẹ thầy. Cho tiền về, cho tiền xe lên, cho tiền đi đường ăn quà, ăn bánh nữa. Có ghé xuống tới tiệm cơm Đồng Tháp, thầy hai bà vô ăn cơm, thầy dặn là bà vô là phải mua cơm với rau, đừng có ăn mặn ngang. Cái rồi bà kêu lúc trước ở nhà cũng ăn mặn, nhưng mà bữa nay chắc thấy cái tâm của thầy vậy, chắc con nghe lời thầy, chắc con ăn chay. Thầy gầy dựng từng chút xem các cụ đó như mẹ mình. Nếu mình không có tu pháp môn niệm Phật thì không thể nhận bà cụ này, bởi vì vô mình nuôi cơm chết luôn ạ. Bệnh hoạn rồi sao? Mà con cái lên chùa kiếm chuyện mình sao? Nếu mà không tin pháp môn niệm Phật mà không đem các cụ này vào để niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn không có ai dám làm chuyện này. Hôm nay muốn nói cái điều này không phải là thầy kể ở đây trên toàn thế giới khoe khoang thầy là người tốt, mà trước khi vô giảng cũng không có nghĩ đến chuyện này. Mà nói chuyện này để cái tâm thức của thầy đi vào từng con người của quý thầy quý chú, và đi vào từng con người của những người Phật tử trên toàn thế giới, cũng như các cụ các chú ở trong tỉnh Thất Quan Âm, để mình có một cái lòng cung kính và biết ơn Tam Bảo thì mình phải báo ơn. Mà muốn báo ơn Tam Bảo thì mình phải phụng sự chúng sanh, phụng sự chân thật không điều kiện. Thầy cho tiền cụ già này về, cũng như tất cả các cụ ở đây nuôi nấng, chỉ mục tiêu duy nhất là niệm Phật vãng sanh, không có nhu cầu gì khác. Nhưng nếu mà mình không niệm Phật để vãng sanh được thì mình bị không phải vô ơn, nhưng mà mình không báo được cái ơn của thầy cũng như của Tam Bảo, vì mình không đạt được cái mục đích của người thầy và của Tam Bảo đề xướng ra. Cái mục đích của người thầy là của Giác Nhàn, và của Tam Bảo là chư Phật Pháp Tăng muốn đem mình về cái thế giới cực lạc, không muốn mình ở đây. Cha mẹ mình cũng không có thể nào khởi được cái tâm này, cho nên nói Phật ái chúng sanh hơn mẫu ái tử. Ái là thương. Phật thương chúng sanh hơn cha mẹ thương con, vì cha mẹ chỉ cho cái thân hình hài này, chứ không có cho mình được một cái pháp tu để mình chuyển cảnh giới. Có một cái pháp tu để chuyển cảnh giới chỉ có Tam Bảo và Thầy Tổ. Mà Thầy Tổ Tam Bảo mong mình rời khỏi cảnh giới này, mình không chịu đi. Mình kêu ở dưới này vui hơn, ở dưới này cãi lộn nó vui, bởi vì nó quen cái nghiệp ở dưới này ăn uống nhai nuốt đồ nó vui. Mình chưa có thấy cái vui ở cực lạc, dầu cho thầy giảng nhiều và trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả, kinh A Di Đà nói ao thất bảo vân vân mọi thứ. Như vậy hôm nay mình đang mang cái ơn của Tam Bảo, ăn uống sinh hoạt tắm rửa nhà cửa thuốc men bệnh hoạn quần áo, coi như là toàn bộ cái thân của mình, tâm của mình được Tam Bảo gia trì gia hộ, nhưng mà mình vẫn không có đạt được mục tiêu, vì hàng ngày mình không siêng năng lắm. Cái việc mà tu bên tỉnh thất thì mình cũng không có phải là chê các cụ, nhưng mà vẫn chưa đạt như ý muốn của thầy muốn. Ở bên tịnh tông họ tu một ngày 16 tiếng luôn, 3:30 đến 7:30 là 4 tiếng, ra nghỉ 1 tiếng, 8:30 đến 12:30, 1:30 đến 5:30.
năm rưỡi ra ăn uống một tiếng, từ năm rưỡi họ nghỉ ngơi đến sáu rưỡi tắm rửa ăn uống gì rất là nhanh, và sáu rưỡi đến mười rưỡi, 14 tiếng trong một ngày thì 16 tiếng, mỗi thời 4 tiếng, 4 4 16, 16 tiếng đồng hồ trong một ngày. Một ngày 24 tiếng thì họ vẫn còn lại 8 tiếng luôn. Thì 8 tiếng đó họ ngủ, họ ăn, họ sinh hoạt trong đó dư. Nhưng mà tỉnh thất thì bây giờ 4 giờ mới có 6 rưỡi quý chú phải nói chuyện với thầy nói chuyện ra. Coi như nó mới 2 tiếng rưỡi thôi. Còn buổi trưa thì gần như các thầy các chú vắng nhiều lắm, chỉ có các cụ thôi. Thì lúc 9 giờ đến 11 rưỡi cũng 2 tiếng rưỡi nữa. Rồi 2 giờ đến 4 rưỡi, 2 tiếng rưỡi nữa, mà coi như mình tu ngày có 10 tiếng, còn lại 12 tiếng đồng hồ, còn lại 14 tiếng đồng hồ, không biết làm gì ở trong này. Nếu mà bây giờ mình căng thêm cái thời khóa để được 14, 16 tiếng thì nhiều người rớt chịu không nổi. Ngày xưa nay nó theo cái thời khóa đó quen rồi, bây giờ chỉ chờ những người nào mà họ chịu khó thức dậy sớm, 1-2 giờ, hoặc là hơi ngủ hơi trễ một chút, họ vào phòng hộ niệm đó, có cái phòng hộ niệm đó, để họ tiếp tục công phu thêm. Nhưng mà thấy cũng vắng lắm, tính tới tính lui theo như cái đà như vậy là nó mau lâu giảng sanh lâu. Cho nên thành ra mấy trăm cụ ở đây đâu ai đi đâu, toàn ở bên ngoài ung thư vô thôi, chứ mấy bà già trong này chưa có ai đi hết. Thì mình nghiên cứu lại cái thời khóa, cái phương pháp tu là hữu hiệu rồi đó, không phải bàn nữa. Một môn thâm nhập, và cũng không có bị cái thời khóa nghi lễ, cúng kiến, cúng linh, rồi đám cưới, đám ma, hoằng hàng lễ hàng thuận, điều gì trong này coi như là mấy cái đó là dẹp hết trơn, cúng chẩn tế rồi là bỏ hết rồi. Chỉ còn tu thôi. Mà tu thì cái pháp môn tu thì coi như là 100% là đúng đường là tốt rồi, không phải mình chọn lựa gì nữa cả, không mất thời gian. Còn cái môi trường thì nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt, nước non, điện đài là đầy đủ rồi. Và cũng có một cái chỗ để mình tu 24/24 là phòng hộ niệm, mà lý do gì họ chưa giảng sanh, quá là đầy đủ rồi. Bởi vì chưa có người nào để khích lệ thúc đẩy họ thêm lên. Và hàng ngày họ sống với phiền não, cho nên nó mỏi mệt, cần phải ngủ, cần phải nghỉ. Cho họ sống với câu Phật hiệu trong phòng hộ niệm hoặc liên tục thì họ không có mệt đâu. Cũng như cái ngày trước thầy giảng, nó vô định sau 9 giờ ngủ 11 giờ, 2 tiếng khỏe re luôn. Từ 11 giờ mấy 12 giờ đến sáng qua hôm qua không buồn ngủ, không mệt luôn. Thì khi mà mình sống với câu Phật hiệu, sống với cái nguồn sữa Pháp á, thì mình có một cái sức khỏe vô biên cùng tận. Một con người khi nói chuyện một tiếng đồng hồ như vậy, nó không có cái lực trong con người, càng nói nó càng mệt mỏi, khều khào, phiều phào. Vì họ tâm phóng ra, nó mất năng lượng trong con người. Con người của thầy càng nói xong mà nó cứ càng khỏe lên. Cái này rất là khó làm. Các vị giảng sư khoảng tiếng đồng hồ là khô miệng, khô mồm hết. Phải uống nước hoài luôn chứ chịu không nổi. Cho nên họ chưa nhập vào cái tâm pháp đó thì nó vất vả một chút. Vì vậy, cái lối tu tại tỉnh thất, nhìn lại cái căn lành thì các vị có chứ không phải không có. Cho nên nếu không có thì không có được ở chùa lâu như vậy đâu. Biết được Phật Pháp đã là căn lành rồi, chứ đừng nói vô chùa. Mà cái căn lành của mình bây giờ mình cũng không thể nói là mình không có căn lành. Mình nghiệp chướng sâu dày, ai cũng còn nghiệp chướng mới tu, chứ không còn nghiệp chướng là thành Phật rồi. Thì bây giờ hôm nay nói điều này để các thầy các chú, có một người thôi hoặc 2-3 người nỗ lực ngày đêm, âm thầm không ai biết mình công phu cả, không khoe khoang gì cả, mà cứ rảnh giờ nào tu giờ đó, giống như ông thợ vá nồi, đệ tử ngài Đế Nhàn. Từ ngày hôm nay bắt đầu mình bắt đầu làm lại từ đầu đi. 3 năm sau kỳ hẹn. 3 năm sau có người nào biết ngày giờ thầy sẽ về.
hứa ngàn hứa danh dự. Dầu cho thân mạng mình có bị cái gì đi nữa và có như thế nào đi nữa mà các cụ nói thầy, 3 ngày nữa con về thì tức khắc thầy mua vé thầy bay về, mà đừng có dụ 3 ngày nữa về mà gặp cười cười không có đi. Trời cái này là trời này giờ, thầy không chịu đó nghe. Kiểu mà nhớ thầy quá rồi, cái kiểu Phật Di Đà báo con 3 ngày nữa về. Mà trời kiểu này thầy về cái nhìn thầy cười hì hì, con nhớ thầy quá con nói vậy cho vui. Kiểu này thầy đè xuống thầy quánh cho 50 lon. Quýnh sưng mông, quýnh coi như là nhắm mắt cũng nhớ đời. Bây giờ bên Singapore tội là nó trị bằng lột mông đau quýnh. Cái dạng lừa thầy là thầy quýnh sưng mông không. Có sư cô đó, cái cô đó kêu thấy Quan Âm báo giảng sanh, thầy chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi, chuẩn bị đi xuống, khiến sao không đi. Cái 4 giờ sáng bà giảng sanh bà cũng lăn quay ra, bà nằm đó cái 8 giờ cái chân mà nhúc nhích bà sống lại. Và sư cô với chùa Kiều Đàm đó mà. Trời ơi, thầy không đi xuống đó. Cuối cùng bữa đó có Phật Pháp Nhiệm Màu, có con tí điên con Bắc Kế đó. Vừa Phật Pháp Nhiệm Màu xong người ta la lên: ô thầy ơi, sư cô này giảng sanh rồi, bà nhập thất mà bà thấy Quan Âm báo. Mà lúc đó mình chưa coi kỹ, nếu mà thấy Quan Âm chưa chắc, phải thấy Di Đà mới chắc Quan Âm ma giả được mà. Cái rồi thầy cũng tiếc quá, chà, mình không đi xuống tiếc dữ ta. Ngày cuối cùng 8 giờ nghe mấy cô ở bên Long Khánh gọi lại, kêu sao bữa nay bà nhúc nhích rồi, bây giờ bà nhúc nhích bà sống lại. Cái kiểu này là không được rồi. Mà người ta kéo ao 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 nhau xuống vô nghẹt chùa hết trơn. Cuối cùng sống lại, bà đi gì, bà đứng về bà ngồi, bà kêu bà chưa giảng sanh được, thôi tối 12 giờ thì thôi bà nội, bà nói. Nói kiểu này nguy hiểm quá rồi, bữa 1-2 năm sau bà đòi xin lên chùa thầy giảng sanh nữa, thì cứ thôi thôi bà biến đi cho rồi, cho ớn bà quá. Cái vụ này là không được, làm mất tính tâm. Cho nên ở trong này mà thầy Nhuận Lạc được ha, thầy Nhuận Huy được thì thôi thầy yên tâm, kỳ hẹn 3 năm. Có ai dám làm ở trong này, ai dám làm giơ tay lên coi. Sao ngồi im ru hả? Bây giờ giơ tay cũng kẹt lắm, 3 năm nó chưa đi rồi tính sao đây. 3 năm không được thì 3 năm nữa. Nhưng mà không giơ tay thì cũng kỳ quá. Không. có mấy người giơ tay kìa, thầy Nhuận Hy rồi mà giơ tay là phải 3 năm đi ở trong, đơn giản đâu nghe. Sao đệ tử ngày đế nhàn ổng ở trong cái miếu ổng khổ dữ vậy, ổng không có đủ ăn đủ uống vậy mà sao mà có bà già nấu cơm có bữa có bữa không mà bả lại ổng lại 3 năm mà ổng đứng giảng sanh. Cái này là không phải là ép buộc các cụ quá đáng đâu. Cái này gọi là quý lắm mới nói như vậy. Thường cha mẹ của mình mà dung dưỡng cho tiền cho bạc mình ăn uống xài hả hê thì cha mẹ này không phải tốt. Cha mẹ này tốt là mình phải cho họ một cái sự nghiệp. Đúng không? Cho cái sự nghiệp là giáo dục con cái nên người, học hành đỗ đạt, có công ăn chuyện làm. Cái đó là một cái sự nghiệp của con cái, chứ cho tiền nó xài hết à. Mà cho họ một cái sự nghiệp là cái công việc làm ăn, tiến sĩ, bác sĩ hoặc gì đó. Cái đó là cái người cha mẹ có nhìn xa trông rộng. Mà giàu cho có sự nghiệp để đi nữa rồi, cuối cùng ra đi cũng bỏ 2 bàn tay trắng thôi. Hôm nay thầy cho quý vị một cái sự nghiệp, đó là sự nghiệp giảng sanh. Sự nghiệp này quan trọng lắm. Sự nghiệp này không phải riêng thầy khuyến khích và trao tặng đâu, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dày công bao nhiêu năm trường, 49 năm ngày cũng đều nói điều này cả. Thì hôm nay sự nghiệp này thầy cho quý vị, nhưng mà quý vị không có nỗ lực thì quý vị có đạt được sự nghiệp này không? Không. Dầu cho cha mẹ có tiền của đầy đủ vật chất, quen các người thầy giáo, cho quý vị vô trường đời học, rồi đến đại học ra bác sĩ, có nghĩa là mình muốn cái gì là được cái đó. Tiền, bạc, sách, vở, trường, lớp, lên cái trường VIP nhất học cũng được luôn, vì cha mẹ có tiền. Nhưng mà mình không học thì tiền đó, mơ ước của cha mẹ cũng không thể nào tội nguyện, do cái bản thân cá nhân mình không nỗ lực phấn đấu.
Cũng vậy, hôm nay thầy cho một cái sự, một cái tài sản quá lớn, một cái chùa, một cái tỉnh Thất Quan Âm, một cái khu chuyên tu. Khu chuyên tu là quá sung sướng rồi. Như là chú Hiếu ông nói mà ông đi lang thang ở ngoài đời mà ông khổ, 15.000 mua miếng bít ăn mà không có, thèm chảy nước dãi, vô đây muốn ăn gì là có đó. Ở khu chuyên tu là xuống nhìn hồ cá, đi lòng vòng thấy cảnh thần tiên, nhưng mà chỉ đi ngắm vòng vòng thôi, không tu nữa. Hoặc lên tu ngáp dài ngáp ngắn, cứ nhìn đồng hồ không. Thì như vậy là cho như cha mẹ vậy mà. Thì mình nghĩ ngoài đời cha mẹ mình chỉ cho tiền bạc thôi, để mình thành tựu sự nghiệp đó, nó vẫn là luân hồi sanh tử. Còn hôm nay mình vô đây, thầy của mình cho mình một cái sự nghiệp, đó là giảng sanh thành Phật. Đây là một sự nghiệp rốt ráo viên mãn, mà mình đang tiến hành trên sự nghiệp này. Nửa chừng thôi lui, thôi về quýnh bài đi tu nữa để lập sự nghiệp khác. Không phải nhắc lại chuyện chú Châu nữa, mà chắc không biết, chắc cho nghe chú cũng gần lên. Nói thưa thầy, con ở đây con không có tương lai. Giờ hỏi tương lai chú đòi gì? Chắc đòi về kiếm tiền để xây nhà xây cửa. Cái tương lai của mình về làm Phật không muốn. Giờ muốn ở trong tù để nó mổ gan móc ruột chơi vậy đó. Đó. Bây giờ người ta cho mình một cái sự nghiệp như vậy, trước mắt thấy rõ như vậy đó, mà không nhận được. Vì mình không, cái lòng của mình không có chân thật, hết lòng để mình nhận cái sự nghiệp này. Như vậy hôm nay cho cái sự nghiệp này có thiên vị không? Cha mẹ ngoài đời đôi khi thương đứa này cho tiền nhiều, lo lắng, còn đứa kia không thương, nó ngỗ nghịch với mình không có cho tiền, thì cha mẹ ngoài đời nó có bị thiên vị. Còn hôm nay thầy cho sự nghiệp giảng sanh có thiên vị không? Chắc chắn là không thiên vị đời. Một câu Phật hiệu giống nhau y chang, một bộ kinh Vô Lượng Thọ giống nhau y chang, cơm nước mang ra ăn giống nhau y chang, chỗ ngủ giống nhau y chang, không thiên vị. Không hiểu sao mình lại có 500 người trong một đại gia đình mà cho một tài sản mà họ không có suy nghĩ vào đâu là thiên vị cả. Và sự nghiệp này là một cái sự nghiệp mà họ thành tựu một cái quả vị Phật. Nếu thực sự họ chịu 3 năm kỳ hẹn. Ví dụ như thầy Nhuận Nguyện, thầy Nhuận Lạc, 3 năm sau giảng cho hay, đào luyện cái khả năng đi các nước trên thế giới mở pháp hội, giảng xuất sắc hơn thầy luôn đi, thì cũng vui, chứ không phải mình ganh tị đâu. Nhưng mà cái khả năng đó thì cũng hơi khó, bởi vì cái giờ giảng và thời gian của quý vị nó không có bằng thời gian của thầy, và cái khả năng thì không biết ra sao, cũng hơi khó đó. Dẫu cho thí dụ được đi, xuất chúng đi, tự nhiên là thao thao bất tuyệt mở pháp hội thành tựu thế thầy đi, ví dụ vậy đi, thì cũng vui, nhưng mà không bằng vui là 3 năm nữa quý thầy giảng sanh. Cái trông chờ mà mấy thầy 3 năm nữa, mấy cụ 3 năm nữa, hoặc 3 tháng nữa, hoặc gì đó mà giảng sanh, đó là niềm vui lớn nhất, là về mở đại hội giảng sanh liền, mở pháp hội giảng sanh, dắt thêm vài Phật tử nữa về. Mà bây giờ tâm nguyện mình mà về mà lo cho một người giảng sanh về làm Phật, dầu mình có gì đi nữa cũng không sao cả, mà cái tâm nguyện đó thì chắc là Phật che chở, không có gì đâu. Không. Nhưng mà nói cái chuyện là 3 năm nữa có người giảng sanh, nhưng mà 3 ngày nữa thầy về không? Về luôn. Ví dụ pháp hội ở Tô Lân Tô tuần sau, 3 ngày nữa có người lò mò ra đứng với thầy, 3 ngày nữa còn giảng sanh thầy về không? Về. Thầy cancel pháp hội Tô Lân Tô, thầy nói thầy về thì tiễn đưa người giảng sanh. Thì đây là cái ưu đãi mà trực tiếp thầy về. Thôi có phải có nhiều người bây giờ nằm ở trong cái phòng giảng sanh đó, nghe báo chuẩn bị liệm đó, sao thầy không về, chưa đủ tiêu chuẩn. Đủ tiêu chuẩn là phải biết ngày giờ, mà phải biết ngày giờ cho đàng hoàng, cho để kiểu mà về cái là cứ cười cười nhìn thầy, không có giảng sanh là cái vụ này là đè xuống quánh 50 roi á nghe. Anh thành ra thì hôm nay tự nhiên sao cái cảm xúc trong lòng ra cái giá này.
Tuy nhiên nếu mà không phải 3 năm mà không ai giảng sanh, mà chùa mà nó lộn xộn mà mấy thầy quản lý không được, mà không biết nghe lời, thầy cũng phải về để mà lo. Bây giờ đi đâu trên đất nước Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, trên thế giới mà mình được một cái đạo tràng như vậy mà họ ở cho mình lâu dài, cái đầu tư mà lâu dài này nó mới đáng đầu tư. Còn cái việc gieo duyên, lâu lâu Phật tử đến một cái tỉnh bang đó mình tổ chức thì đó là gieo duyên chơi thôi. Đó. Vì vậy thầy vẫn quan tâm đến cái pháp hội của mình, mong có người biết đến ngày giờ giảng sanh. Đó là cái tâm thầy muốn. Thì cái pháp hội này 500 người, thầy chỉ được 5 người hoặc 3 người hoặc 1 người thành làm Phật thôi thì cũng đủ vốn rồi. Vì họ về đó làm Phật rồi, họ biết ơn mình, chừng mình về mà lỡ mình có mất chánh niệm hoặc là mình có trục trặc gì đó, họ cũng dùng cái thần lực họ về để họ giúp thọ, họ báo ơn mình. Thì họ thường tình không nói, những người mình đưa họ về cực lạc, họ biết ơn mình nhiều lắm. Còn ở cõi này đôi khi họ rất là dễ vô ơn bội nghĩa. Dễ vô ơn bội nghĩa bởi vì họ không bằng lòng, hoặc họ buồn bực, hoặc giả là họ mất mát cái gì đó, hoặc là cái tâm họ không có tu tập đó, thì đôi khi họ rất là dễ quên ơn. Cũng như là quý vị thấy ngoài đời đó, họ vừa vợ mất, hoặc chồng mất, hoặc con mất, thì chưa tới 49 ngày, hoặc giả là qua 49 ngày là họ quên cái người mất rồi. Nhưng mà còn sống thì họ không quên. Họ lo lắng cho nhau, khoan nói về cái chuyện còn sống mà họ làm khổ cho nhau đi. Cái chuyện đó mình không nói, họ thương nhau đi. Thì còn sống bao nhiêu năm, họ thương bấy nhiêu năm. Mà khi chết 49 ngày là coi như xong rồi đó. Họ làm đám 49 ngày là coi như là ổn, là họ bắt đầu họ đẩy mình, họ đem mình vô chùa cho mình ở trong đó và ăn khói nhang rồi đó. Nhưng là nhiều đó là xong rồi đó. Thì mà thường tình không nói tạm cái đó là vô ơn. Chứ nếu mà họ thương, họ lo mình, họ ăn chay, họ phóng sanh, họ làm tất cả những cái gì cho mình lúc mình chết đó, thì bị gọi là tạm biết ơn. Quý vị thấy không? À, còn cái người mà về cực lạc rồi đó, thì cái người đó người ta sẽ biết ơn mình cho đến lúc mình giảng sanh. Và cái lúc họ thành Phật, mình ở cái cõi nào, địa ngục hay cõi gì, họ cũng xuống họ cứu mình. Cũng như Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là mới có được chứng A-la-hán thôi, mà vừa chứng đắc chính là nhớ ơn của mẹ mình trong đời này liền. Còn cái người mà giảng sanh thì chắc chắn mình có đi đâu làm loại ngạ quỷ ở đâu, họ cũng xuống họ cứu mình. Mà bây giờ mình đưa họ về mà không có ai chịu về, cứ ngồi đây hoài, hỏi giờ làm sao. Mất thời gian quá. Có nhiều cô như Diệu Phước là 7-8 năm rồi, bây giờ suy nghĩ sang năm đi Ấn Độ thì khoái, chứ còn mà kêu mà để nghĩ đến cái chuyện dẫn sanh nó lâu quá. Đó. Thành ra thì một số các cụ ở chỗ này là thầy nói là nó thừa cái khả năng, thừa cái điều kiện mà mình không phấn đấu thôi. Điều kiện thừa rồi đó. Thừa cái pháp tu với cái môi trường là các cụ là không phải chê vào đâu nữa rồi đó. Thừa rồi. Môi trường, phòng hộ niệm vân vân là cung cấp đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ có cái khả năng mình phấn đấu thôi. Mà cứ càng qua một giờ thì cái quỷ thọ mạng mình bắt đầu mất đi một giờ, mà mình chưa biết cái thọ mạng mình còn bao nhiêu. Thầy thì không phải tự mãn, chứ thấy cái sức phóng sanh với nuôi cái số lượng người các cụ là thọ mạng thầy tương đối khá dài đó. Tương đối khá dài. Vừa rồi là cái bệnh tiểu đường là cái bệnh nan y trong cái thời hiện đại, khó chữa vô cùng. Nếu uống thuốc vô đó thì đường nó không cao, nhưng mà khi đói một cái là đang giảng là nó dập xuống là xỉu gục tại chỗ liền. Cái này rất là khó để áp dụng. Những người bình thường thì họ ăn ít xong rồi cái họ bị xuống đường, họ có cái gì họ ăn liền. Còn thầy giờ xuống đường đang ngồi giảng chứ là nhai rột vậy giờ sao được. Như hôm qua thì nhiên ăn chút xíu cháo lên, đến 11 giờ là say sẩm, tưởng là nó xuống đường định tìm chú Nhận Minh lấy ly nước đường, mà nhìn hoài ông đi đâu ra ngoài không thấy, thôi giảng luôn, giảng cái nó qua. Đó là do cái công đức nó lắng lướt qua. Và cuối cùng thì điều chỉnh sáng với trưa, chiều không ăn là ổn rồi đó, coi như là đường nó hết lên rồi đó, ổn rồi đó. Thì như vậy mình thấy cái việc mà để mà ổn định một cái đại chúng
là cái chuyện khó vô cùng. Mà thầy không có ở nhà mà đại chúng vẫn nghe, mà hôm nay ai nghe những cái tâm huyết chân thật của thầy như vậy đó, thì mỗi người phải nỗ lực phấn đấu. Và khi mà cái bệnh nó đến với mình là báo hiệu thọ mạng gần hết đó. Mà riêng đối với thầy là cái bệnh đường nó đến, tức là nó dư chất trong con người, ít có làm việc. Thì đến bây giờ làm việc nhiều và giảm lượng ăn, nó hơi ốm một chút xíu mà nó rất là khỏe trong người. Và nó thừa cái sức trong cái tâm để mình có thể làm việc một ngày mấy tiếng cũng được và ngủ ít. Như vậy hôm nay các cụ thấy rằng cái quỹ thọ mạng của mình hầu như trong này 70-80 hết rồi nè, hàng 6 hết rồi đó, là cái quỹ thọ mạng của mình còn ít lắm đó. Mà mình không biết còn đủ 3 năm, 3 tháng hay là bao nhiêu đây, không biết còn bao nhiêu đây. Thì bây giờ mình phấn đấu từng giây từng phút đi, tu thức khuya dậy sớm, quyết liệt tu, nó không có chết. Còn nằm không nó chết ạ. Nằm không nó mục xương đó. Nằm không nó rũng người ra đi. Rồi nó ẻ oải, rồi nó nhục chí. Nói cái chuyện nhục chí á, mà khi mình đã có một cái chí nguyện giảng sanh rồi, nó có bệnh hoạn, nó có khổ đau, nó có nghiệp trước, nó có gì cũng phải bò mà lết cho nó tới, chứ không có bỏ cuộc. Thầy thấy các thầy các chú nhiều lúc đôi khi tu mà giỡn ngươi, thích tu không thích đi về. Thì về rồi thì không có làm việc gì được đâu, cứ là bán đồ nhi phế nửa chừng thối lui, không có một cái lập trường. Thầy đã nói cái gì là thầy làm cho tới nơi. Quý vị thấy là ở khu chuyên tu không, một cái bãi sình nó khủng hoảng khiếp khủng luôn. Một cái suối nó đi ngang qua mà cả một cái bãi sình kinh hoàng. Không thể nào tưởng tượng cái khu chân tu mà đến mùa mưa mà rác nó đọng ở trước nhà, khủng khiếp. Con suối nó cứ môi đất vô khu chân tu, nó đắp qua bên kia, nó bồi bên này, nó đắp bên kia, nó lỡ bên này, nó bồi đắp bên kia. Cả một cái con suối khủng khiếp, để một cái máy của bác kế thằng Tâm nó múc cả một năm trời trong đó, nó làm biến một cái khu đó trở thành một cái cảnh phải nói là đẹp tuyệt vời. Nhiều lúc không phải mình chấp, nhìn về khu chuyên tu thấy quá là lý tưởng luôn. Một cái hồ cá lớn, cá sào đất, để một cái nhà thủy tạ trên đó, thầy cũng đâu có hưởng bao nhiêu đâu. Giờ thành một cái bức tranh tuyệt mỹ, nhìn lại hồi xưa là khủng khiếp. Làm là làm tới nơi, suối nó giật, mưa nó sập tường, sập bờ xuống, khủng khiếp. 4-5 giờ sáng, có nhiều lúc 12 giờ khuya, đứng ngay chỗ cái nhà thủy tạ là mới đổ được cái mái bê tông xong. Rồi ai treo cái áo mưa giống như con người, nó bay phất phớ, đứng nhìn qua tưởng ông nào đứng bên đó, hương linh nào hơi ớn. đi ra cái rụt vô, cái ổ bữa nay mình sợ ma ta. Cái đi gần tới thấy áo mưa phất giống như con người treo đó, ớn thiệt. Coi như là một năm trời 2013 dứt điểm xong luôn, cả một kỳ công luôn. Đã làm là phải làm cho tới nơi. Và thôi giờ đây cũng 9:05 bên đó rồi, ở bên này là 10:05, bên Cali là 7:05. Thôi quý vị chúng ta hồi hướng rồi quý vị đi nghỉ ha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.